đó, phải nói rằng nhờ có nghị định 08 của chính phủ mà thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ cánh mềm và doanh nghiệp vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất, thị trường bất động sản vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhờ nghị định 115 mới được ban hành, trong đó có sửa một cái điểm C khoảng 1 điều 37 nghị định 31 của chính phủ sẽ tháo gỡ được cái vướng mắc khó khăn về chấp thuận chủ trương đầu tư. Cho nên chúng tôi nói, chúng tôi ấn tượng vì cái công tác đột phá về thể chế của chính phủ thể hiện rất rõ trong suốt nhiệm kỳ mà Thủ tướng đã thực hiện trong gần 4 năm vừa qua. Cho nên chưa bao giờ mà chính phủ dành thời gian hàng tháng để họp chuyên đề về pháp luật như Thủ tướng phủ đã chủ trì. Và bây giờ làm sao để cho đội ngũ doanh nhân vững mạnh và phát triển, thì thứ nhất làm sao để cho chúng tôi yên tâm, chúng tôi tự tin. Và chúng tôi nhận thấy cái chỉ đạo của các vị lãnh đạo đó là không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự. Đây là vấn đề rất lớn. Doanh nghiệp chúng tôi làm ăn phải nói rằng với tinh thần tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, nhưng cũng có khi có những cái sai sót, những cái gì đó, nhưng mà rất mong không hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự. Và để làm được điều đó thì chúng tôi rất mong tiếp tục thực hiện nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương và tiếp tục thực hiện cái mục tiêu mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa nói, đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình ra thế giới. Làm được điều đó thì chúng ta tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp, đó là dự thảo nghị quyết thí điểm của Quốc hội về đất đai mà chính phủ rất nỗ lực. Chúng tôi rất cảm ơn chính phủ. Chúng tôi rất hoan nghênh chính phủ vừa rồi đã cùng với các bộ ngành làm ba cái dự thảo luật, một luật sửa một số luật, và trong đó có nhóm luật rất là nổi bật của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Phải nói rằng có những luật mới vừa ban hành như luật đấu thầu năm 2023 cũng sửa. Như vậy, nói tóm lại là chúng tôi thấy rằng chính phủ đã rất nỗ lực, thì bây giờ đến cái vế là thực thi pháp luật của các bộ ngành và các địa phương. Chúng tôi mong tất cả các cơ quan có chức năng phối hợp với nhau để tháo gỡ hơn 500 dự án vướng để chúng ta tăng cung và giảm giá nhà, và chúng ta thực hiện được mục tiêu 1 triệu căn nhà xã hội mà Thủ tướng phát động. Nói tóm lại quá nhiều việc chúng tôi muốn trình bày, nhưng mà hôm nay nhân cái ngày vui của doanh nhân, kỷ niệm doanh nhân, và để cho doanh nhân trở thành lực lượng, đặc biệt là doanh nhân là doanh nghiệp tư nhân, trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội, và chúng tôi hứa hẹn sẽ nỗ lực đồng hành với chính phủ, Thủ tướng phủ, các bộ ngành, các địa phương để làm sao đóng góp nhiều hơn nữa. Và đối với lĩnh vực bất động sản là chúng tôi phải làm sao có nhiều nhà ở thương mại giá vừa túi tiền, kéo giảm giá nhà, phải tham gia để phát triển cho được 1 triệu căn nhà xã hội, và mong Thủ tướng quan tâm cho khoảng trên dưới 500 ngàn chủ nhà trọ trong phạm vi cả nước đang giải quyết chỗ cho hàng triệu công nhân lao động và người thu nhập thấp đô thị, họ chưa được hưởng chính sách gì cả.